Nhận định Brazil với Peru 3 giờ ngày 8 tháng 7, chung kết Copa America 2019. Nhiều khả năng Selecao dễ dàng đánh bại Peru để lần thứ 9 trong lịch sử vô địch Copa America. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo đấu, thông tin đối đầu, link trực tiếp ở phần mô tả video. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Brazil với Peru tái hiện lượt đấu cuối cùng vòng bảng của bảng A Copa America 2019. Khi đó, các học trò của huấn luyện viên Tite không mấy khó khăn để vùi dập các đồng nghiệp tới từ ven bờ Thái Bình Dương với tỷ số 5-0. Sau khi vòng bảng khép lại, không mấy ai tin rằng Peru lại có thể tiến xa đến thế ở giải đấu nơi xứ sở Samba. Họ chỉ lọt vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Nhưng rồi, Paulo Guerrero và các đồng đội khiến tất cả phải mắt tròn, mắt dẹt khi lần lượt quật ngã Uruguay thắng Luân Lưu và Chile. Chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục trước các nhà đương kim vô địch giúp Peru lần đầu tiên lọt vào chung kết Copa America kể từ năm 1975. Nhưng trước mặt họ đang là Brazil, một ngọn núi thực sự theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không quá hào nhoáng và hoa mỹ nhưng Selecao là cái tên xứng đáng nhất góp mặt tại sân Maracana vào rạng sáng mùng 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Trên hành trình vào chung kết Copa America 2019, đội tuyển từng 5 lần vô địch World Cup chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào. Họ cũng là đội duy nhất làm được điều này. Hơn nữa, Brazil cũng là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất. Các học trò của huấn luyện viên Tite đã thực hiện tổng cộng 12 pha lập công từ đầu giải đấu, nhiều hơn 3 bàn so với chính Peru, đội xếp thứ 2 ở thống kê này. Selecao cũng là đội kiểm soát bóng tốt nhất, trung bình 61.4% trên trận, dứt điểm nhiều nhất, trung bình 17.6 lần trên trận, chuyền chính xác nhất 88%. Brazil còn sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất. Philippe Coutinho và Dani Alves là hai ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2019. Bộ đôi này được chấm điểm trung bình cả giải lên tới 7.92 và 7.78. Ngoài ra, Selecao còn sở hữu cầu thủ kiến tạo tốt nhất, Roberto Firmino. Giới mộ điệu, đặc biệt là những người yêu mến đội tuyển Peru kỳ vọng sẽ được chứng kiến một trận chung kết Copa America hấp dẫn. Nhưng với đẳng cấp của mình, Selecao gần như không mấy khó khăn để một lần nữa khiến đối thủ của mình ôm ngận.